lời chứng của anh david cao một người bị quỷ ám giết người hàng loạt được giải cứu bởi tình yêu thương và ân điển của chúa di xớt tôi nguyền rủa ngày tôi được sinh ra vì tôi đã sống trong vô vọng trong ngần ấy năm tôi đã sống ở theberon tôi đã có tất cả các loại vấn đề tình cảm từ thời thơ ấu của tôi tôi rất hoang dại và có những cảm giác cáu kỉnh đã chiếm lấy tôi trong những giây phút này tôi giống như một con chó điên được thả ra tôi ném những đồ vật tôi có trong tay và tôi lăn trên mặt đất đôi khi bố tôi túm lấy tôi vì chặt tôi trên mặt đất cho đến khi tôi bình tĩnh lại tôi nói với bác sĩ có cái gì đó trong tôi khao khát bóng tối một cách mãnh liệt tôi tự nhốt mình trong tủ hàng giờ liền mẹ tôi thậm chí còn không biết tôi đã về nhà tôi trốn dưới gầm giường của mình và tôi có thể ở đó trong vài giờ nhiều đêm tôi chỉ có một ý tưởng trong đầu, đi chơi. Tôi kín đáo bước xuống bậc thang của lối thoát hiểm và tôi đi trên các con hẻm và đường phố của thành phố cho đến 1, 2, 4 giờ sáng. Sau đó, tôi lẻn trở lại bằng con đường tương tự. Cha mẹ tôi thậm chí không biết tôi đã ra ngoài. Tôi không có niềm vui trong trái tim của tôi. Tôi đã không hạnh phúc. Về mặt tinh thần, tôi rất hoang mang, tôi đang gặp khó khăn ở trường tôi đã bị đánh gục, tôi đã mất kiểm soát, tôi cô đơn, tôi không có bất kỳ người bạn thực sự nào. một ngày nọ, tôi được mời đến một bữa tiệc ở Berong. một số chàng trai ở đó đã nói với tôi, nhìn này, bạn đang tìm một cô gái hay cái gì đó. bạn không muốn có một thời gian vui vẻ. chúng tôi có một số người bạn gặp nhau trong công viên gần đây. tôi đã đi đến công viên. chúng tôi đi sâu vào rừng đó là công viên Vịnh Thê Lam ở Rông và rất nhiều người đang uống rượu và hát ở đó. Tôi đã tự hỏi nó là gì. Tôi bắt đầu nói chuyện với một vài người và họ nói với tôi, bạn biết đấy, chúng tôi là những người ngoại đạo. Chúng tôi là phù thủy và chúng tôi có một khoảng thời gian vui vẻ. Chúng tôi đến đây để có một khoảng thời gian vui vẻ. Họ là những người đã khởi xướng tôi theo chủ nghĩa Satan chúng tôi biết các biểu tượng của satan và chúng tôi đã vẽ chúng trên mặt đất ở giữa khu rừng ở nơi đầm lầy này sau đó chúng tôi kêu gọi các quyền lực khác nhau họ nói hãy gọi các thiên thần trên thực tế sau này tôi nhận ra rằng chúng tôi đang thu hút ma quỷ tôi cảm thấy một nguồn năng lượng đến với tôi có điều gì đó bắt đầu thay đổi bên trong tôi chúng tôi tôn thờ một vị thần huyền bí tên là sa mai anh ta được coi là một con quỷ cấp cao và đối với anh ta, chúng tôi liên tục gọi anh ta. Tên viết tắt của anh ấy là Sam. Tôi thực sự cảm thấy mình giống như một người lính nào đó trong đội quân Satan. Chúng tôi phải đưa thành phố New York quỳ gối để xây dựng vương triều của khủng bố. Đó là một bi kịch, những sinh mạng vô tội đã bị mất. Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại, cuộc sống của người khác cũng bị hủy hoại. Chúng tôi chẳng mang lại gì ngoài bất hạnh và đau buồn. Khi tôi bắt đầu theo chủ nghĩa Satan, tôi không biết rằng nó sẽ đưa tôi đi xa đến mức này. Chúng tôi bắt đầu với việc hiến tế động vật. Sau đó người ta bắt đầu nói về sự hy sinh của con người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ đó có thể dẫn đến giết người. Bạn tưởng tượng rằng ma quỷ sẽ giúp bạn, rằng nó có một kế hoạch cho bạn vì bạn phục vụ nó vì bạn là một người lính của nó. Anh ấy thậm chí còn khiến bạn tin rằng có một lối thoát. Nhưng đây là một lời nói dối. Tôi nhận ra rằng ma quỷ sẽ không giúp tôi thoát khỏi điều này khi tôi bị kết án 300 năm tù, 25 năm tù liên tiếp cho mỗi tội danh. Tôi đã bị giam cầm cho đến cuối đời. Lúc đầu, nó có vẻ quá tầm thường, ác quỷ sẽ không tiết lộ kết cục cho tôi để nói với tôi rằng nó sẽ phải trả giá bằng mạng sống của tôi. Đến lúc này thì đã quá muộn khi lớn lên tôi không còn kính sợ chúa cũng như không tôn trọng chúa tôi không biết gì về ngài tôi đã làm những gì tôi muốn làm bất cứ điều gì có vẻ phù hợp với tôi tôi không biết rằng hành động của mình sẽ gây ra một số hậu quả thực sự tôi bắt đầu làm điều gì đó tôi bắt đầu nghĩ rằng dù thế nào đi nữa họ sẽ không bao giờ bắt được tôi nhà tù là nơi của đau khổ của cô đơn bạn gặp rất nhiều người họ bước đi mà không có nụ cười trên môi bạn không bao giờ thấy họ cười tôi đã từng chứng kiến mọi người tự sát trong tù cá nhân tôi có biết một số người họ đã treo cổ tự tử bởi vì họ đã hết hy vọng họ đã treo cổ tự tử trong xà lim tôi đã thấy mọi người tự đâm mình vì những món đồ lặt vặt ở trong tù có mức độ giận dữ như vậy người ta bực bội biết mình đã mất đi cái may mắn của đời mình họ cay đắng họ ném cay đắng cho nhau Tôi ước mình có thể quay lại và bắt đầu lại từ đầu. Trở thành con của Sam là một mớ hỗn độn, một lời nói dối khổng lồ, Satan hoàn toàn dụ tôi, tôi không biết mình đang làm gì. Tôi chỉ được lập trình để giết người. Tôi đã làm tổn thương mọi người, tôi đã lấy đi sinh mạng vô tội. Tôi thực sự hối hận vì bạn biết đấy. Đó là một gánh nặng và nỗi buồn đang diễn ra trong lòng tôi. Những sinh mạng đó đã bị phá hủy vì sự ngu ngốc của tôi tôi không có lý do gì cả không có ai khác để đổ lỗi cho tôi ngoài chính tôi tôi không nghĩ rằng mọi người nhận ra chiều sâu của sự gian ác của satan đối với loài người hắn cầm ghét loài người và sự sáng tạo của đức chúa trời đến mức nào hắn muốn tiêu diệt mọi người biết bao nhiêu khi họ bị dụ dỗ càng trẻ thì càng có lợi cho anh ta lúc đầu tôi không nghiêm túc tôi đã chơi với lửa tôi bị bỏng nặng Tôi biết Satan có một kế hoạch cho mỗi người, nó muốn tiêu diệt và đưa người đó xuống địa ngục. Anh ta che mắt họ trước sự nguy hiểm của những việc anh ta làm, và cuối cùng anh ta đánh cắp linh hồn của họ. Tôi đang đi trong sân tù vào một đêm đông lạnh giá. Một mình, tôi đã đi vòng quanh, nhưng đêm đó một tù nhân khác đến gần tôi và nói, David, Chúa Giêsu yêu anh rất nhiều. Chúa có kế hoạch cho cuộc đời bạn ngài yêu cầu tôi đến và nói với bạn rằng ngài có một kế hoạch cho cuộc đời của bạn nghe này chúa không quan tâm đến tôi tôi biết rằng chúa không dành cho tôi tôi không tin rằng chúa yêu tôi tôi không phải là một người tốt tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tốt tại sao chúa lại yêu tôi tôi muốn bạn tìm hiểu vài tuần sau anh ấy đưa cho tôi một cuốn kinh thánh bỏ túi bạn biết những cuốn kinh thánh bỏ túi mà Gê Đôn phân phát. Anh ấy bảo tôi đọc Thi Thiên. Tôi đã làm điều đó. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ đọc lời bài hát tuyệt vời như vậy. Tất cả những điều này bắt đầu chạm vào trái tim tôi. Ví dụ Thi Thiên 18 có chết, hỡi Đức Jehovah, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài. Hai Đức Jehovah là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi và là nơi náu ẩn cao của tôi. Ba Đức Jehovah đáng được ngợi khen. Tôi sẽ kêu cầu ngài, ác sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Kẻ thù, tôi có rất nhiều kẻ thù. Trong tù, tôi đã phải chiến đấu nhiều lần, bạn biết đấy, để bảo vệ lãnh thổ của mình. Một lần, như bạn có thể thấy họ đã cố gắng cắt cổ tôi vào năm 1979. Suốt những năm đó tôi đã ở trong nanh vuốt của quỷ dữ. Tôi phát ống với cuộc sống, tôi phát ống vì mọi thứ. Tôi nói hãy để tôi yên, tôi sẽ chết trong tù, vậy đó. Đó là thời điểm tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh lần đầu tiên trong đời. Chẳng hạn trong thi thiên 18 ở câu 6 có chép, trong cơn khốn cùng, tôi kêu cầu Chúa, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi, từ đền thờ của Ngài, Ngài đã nghe tiếng tôi và tiếng kêu của tôi đến tai ngài trước mặt ngài. Người ta nói rằng Chúa nghe. Một buổi tối trong phòng giam của tôi, đã gần nửa đêm, tôi đang đọc kinh thánh. Tôi không nhớ đoạn văn hay thánh vịnh nào, nhưng đột nhiên tôi vẫn cảm thấy sự áp bức này ập đến với tôi. Khi điều này ập đến với tôi, tôi nói với Chúa, "Chúa biết đấy, tôi không thể chịu đựng được điều này nữa. Chúa ơi, nếu ngài ở đây, nếu ngài muốn làm điều gì đó cho tôi. Tôi không biết nữa. Tôi không thể sống theo cách mà tôi đang sống nữa. Tôi không thể sống như tôi đang sống, tôi mệt mỏi với tất cả những dằn vặt mà tôi đã vượt qua. Tôi không thể chịu đựng thêm tất cả sự hận thù này, tôi không thể sống thêm được nữa khi tôi biết rằng tôi đã làm tổn thương những người vô tội, những sinh mạng bị hủy hoại. Tôi phát ngán vì ác quỷ. Tôi chán ngấy với việc bỏ lỡ dấu ấn tôi không có hy vọng nếu chúa quan tâm đến tôi nếu chúa nghe tôi hãy giúp tôi hãy cho phép tôi mở rộng trái tim mình với chúa trong đêm cô đơn tôi bắt đầu khóc tất cả những điều tồi tệ này đã đến từ tôi tôi nói chúa ơi tôi rất tiếc vì tôi đã sống như một con vật tôi rất xin lỗi vì tất cả những điều này chúa ơi tôi thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi chúa ơi giống như tôi chưa bao giờ có được một giây phút bình yên tôi không nhớ chính xác nhưng khi tôi thức dậy gánh nặng to lớn mà tôi mang trên vai đã không còn nữa tôi biết điều gì đó đã xảy ra điều gì đó đã thay đổi có một thời gian ma quỷ đã sử dụng đôi tay của tôi nhưng ngày nay nhờ lòng nhân từ cao cả của chúa đôi tay này được dùng để ban phước cho loài người tôi rất hạnh phúc và biết ơn vì những gì chúa đã làm trong cuộc đời tôi Tôi là một sát thủ, một người đàn ông bị nhốt sau bức tường của nhà tù trong 19 năm và Chúa cho tôi thấy rằng Ngài muốn tha thứ cho tôi và cho tôi một cuộc sống mới. Hôm nay Chúa đang sử dụng tôi ở đây trong tù để giúp những người khác. Tôi mang đến cho họ một thông điệp về hy vọng, về sự khích lệ. Tôi cho họ biết rằng Chúa Giêsu muốn giúp họ. Chúa Giêsu Christ có thể biến đổi cuộc sống của họ. Ngài có thể xây dựng lại cuộc sống tan vỡ của họ ngài muốn ghép các mảnh lại với nhau nếu đức chúa trời cứu một người như tôi một kẻ giết người và ngài đã khiến tôi trở thành tôi tớ của ngài hôm nay thì ngày mai ngài sẽ làm điều đó cho bất cứ ai không ai quá tệ đối với ngài tôi đã từng là con của sâm và ngày nay chúa đã ban cho tôi một cái tên mới con của hy vọng đây là tên mới của tôi bạn biết rằng với chúa luôn có hy vọng Bản viết chi tiết về Son of Sam này và tội ác của hắn cũng như cách hắn bị bắt được tìm thấy tại đây. HTTPS en wikipedia org gạch chéo wiki gạch chéo david gạch dưới bơ cao https manadivin.com 2022 07 26